Tao sao má? Ông Liên, ông Liên. Đừng má, đừng má. Trời ơi, hàng xóm không à, có cái gì đâu. Anh Hùng hả? Ra tay trưng chợ. Trời ơi, em làm để tóc bông bê đó mọi người. Bởi vậy á, người ta nói lá lành đùm xà lách. Cảm ơn nha. Thôi, mọi chuyện xong rồi. Má rồi. Mày chó. Dừng xe ơi, mày dành xe. Đừng ra nào, cho. Dừng xe, cho. Đừng có hối nữa, xe chạy đâu phải tôi chạy đâu. Tao nghe nói dân tụi Mỹ tụi mày lì lắm. Để bữa nay tao coi thử tụi mày lì cỡ nào. Hai cho mày, hai cho mày. Năm 60 người đánh bộ mày, liệu bộ mày còn mang cái gì về không? Nếu nể mặt tao thì bỏ qua chuyện này, còn không thì đừng trách. Mày giết mày được cái gì? Hả? Mày thề hả? Mày thề đâu coi. Không liệu. Ba mày lọt, ba mày liệu. Trời ơi.